Mùa xuân vừa sang em ơi, mùa xuân mới đã đến bên ta thật rồi. Là một ca sĩ với tần suất biểu diễn gần như là dày đặc, tôi thường xuyên ăn và ngủ trên xe nhiều hơn là ở nhà. Và sau những lần đi biểu diễn xa như vậy, cùng với việc ăn uống thất thường, thì Quân cảm thấy mình có triệu chứng của việc rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt đó là thấy thường xuyên bị đau dạ dày sau khi ăn no và thấy chóng mặt buồn nôn sau khi ăn những thức ăn lạnh. Quân có tới bác sĩ khám và bác sĩ có nói với Quân rằng Quân đã bị viêm loét dạ dày tá tràng. Bác sĩ có khuyên Quân là không được diễn nhiều như trước đây nữa, cũng như là phải ăn uống hợp lý hơn, khoa học hơn. Và đặc biệt thì bác sĩ có khuyên Quân hãy sử dụng bách hợp tràng khang. Bách hợp tràng khang được tinh luyện từ những thảo dược hàng đầu về việc phục hồi và chữa trị các bệnh dạ dày như lá khôi, chè dây, khổ sâm, bồ công anh, bạch chuẩn, phục linh, bạch thược. Với nồng độ và hoạt tính cao đã và đang là một cuộc cách mạng mới về hỗ trợ và điều trị bệnh dạ dày. Bách hợp tràng khang xua tan chứng bệnh dạ dày. Rượu bia nhiều, ăn uống không khoa học gây ảnh hưởng môi trường axit trong ruột và dạ dày, dẫn đến khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa bị suy giảm. Cuộc sống hiện đại gấp gáp kéo theo hàng loạt đồ ăn nhanh ra đời không đảm bảo vệ sinh đã và đang là nguyên nhân chính dẫn đến ngộ độc thức ăn và ảnh hưởng lớn đến dạ dày. Điều trị thuốc kháng sinh lâu dài, xạ trị, nhồi máu ác tính, chấn thương trong dạ dày hoặc thần kinh căng thẳng gây tăng tiết axit dạ dày. Bệnh viêm dạ dày hay viêm loét đường tiêu hóa với các biểu hiện như ợ chua, chướng bụng, ăn uống không tiêu. Bạn thật khổ sở mỗi khi cơn đau dạ dày hành hạ, cảm giác mệt mỏi, buồn nôn luôn đeo bám, sức khỏe ngày càng giảm sút. Điều này có thể kéo dài trong suốt cuộc đời của bạn, ảnh hưởng đến tinh thần làm việc và sinh hoạt. Nghiêm trọng hơn là nó có thể là nguy cơ gây ung thư dạ dày dẫn đến tử vong. Đừng lo, đã có bách hợp tràng khang. Bách hợp tràng khang được tinh luyện từ những thảo dược hàng đầu về việc phục hồi và chữa trị các bệnh dạ dày như lá khôi, chè dây, khổ sâm, bồ công anh, bạch chuẩn, phục linh, bạch thược. Với nồng độ và hoạt tính cao đã và đang là một cuộc cách mạng mới về hỗ trợ và điều trị bệnh dạ dày. Kết quả nghiên cứu chè dây chữa viêm loét dạ dày của Viện Dược liệu Bộ Y tế với các kết luận như là chè dây có tác dụng diệt vi trùng, vi khuẩn, giảm độ axit tại dạ dày, giúp cho bệnh nhân loét dạ dày dễ liền sẹo, cắt cơn đau do viêm loét tá tràng đạt 93,4%. Với Alucy, loại thuốc chuyên điều trị viêm loét tá tràng hiện nay là 89%. Thời gian cắt cơn đau trung bình của chè dây là từ 8 cho đến 9 ngày và cho kết quả ngoài mong đợi là 98,3% phục hồi. Do vậy là việc sử dụng chè dây như chè bình thường hoàn toàn yên tâm sử dụng lâu dài mà không có bất kỳ tác dụng nào. Sử dụng sản phẩm bách hợp tràng khang sẽ là một quyết định đúng đắn để ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh viêm loét dạ dày tá tràng, viêm đại tràng cấp và mãn tính, rối loạn tiêu hóa do ngộ độc hoặc uống rượu bia quá nhiều. Bách hợp tràng khang đã vươn lên trở thành sản phẩm uy tín và được rất nhiều người tin dùng. Vậy bách hợp tràng khang đã được chứng nghiệm lâm sàng như thế nào? Chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Các cái nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam đã thấy rằng lá khôi thì có cái tác dụng làm giảm cái độ axit và giảm co thắt. Cái flavonoid của chè dây nó có tác dụng diệt vi khuẩn helico và có tác dụng làm giảm nhanh cái triệu chứng các cái vết loét, nó lành nhanh cái vết loét và cũng có tác dụng kháng khuẩn tốt. Theo cái cách phối ngũ của bài thuốc ở đây có thanh nhiệt giải độc, có các vị để trừ trùng và thẩm thấp, lợi thấp thì và giảm co thắt. Thì với cái bài này thì không những là giảm co thắt ở dạ dày mà nó còn có tác dụng là giảm co thắt cả ở ruột nữa. Tuy nhiên là ở trong những cái giai đoạn mới, ví dụ như là bị phong hàn, bị lạnh hoặc do rối loạn thức ăn, do thức ăn đưa vào quá nhiều như ta vừa nói, hoặc ăn đồ cay nóng, rượu bia quá nhiều, nó mới chỉ là ở giai đoạn rối loạn về mặt công năng thôi. Khi mà rối loạn công năng thì dùng cái thuốc này nó có tác dụng, vừa có tác dụng kiện tỳ, vừa có tác dụng giảm đau, giảm co thắt và chống cái rối loạn của loạn khuẩn. Viêm loét dạ dày tá tràng là một bệnh khá phổ biến, 5 đến 10% dân số bị mắc căn bệnh này. Khoảng 26% bệnh nhân bị loét dạ dày tá tràng mà không hề có triệu chứng đau. Khoảng 30 đến 40% có đau kiểu loét dạ dày tá tràng nhưng lại không tìm thấy ổ loét. Thuốc giảm đau có công dụng cắt đứt được những cơn đau trong tức thời, nhưng chúng cũng là một trong những nguyên nhân khiến căn bệnh trầm trọng hơn. Ngoài ra bạn có thể gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn. Bách hợp tràng khang ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại có thể đưa được hàm lượng dược liệu vượt trội vào trong chế phẩm, gấp khoảng 20 lần so với sản phẩm thông thường. Điều này đã được kiểm chứng và chứng minh như sau. Với các sản phẩm thông thường, chè dây chỉ chiếm khoảng 200mg một gói, còn bách hợp tràng khang chứa tới 4.000mg dược liệu một gói. Sản phẩm thông thường, lá khôi chỉ chiếm 50mg, còn bách hợp tràng khang chứa tới 1.000mg một gói.
bạn sẽ thực sự tiết kiệm được thời gian, tiền bạc mà hiệu quả thì gấp nhiều lần so với những sản phẩm đang bán trên thị trường. Bách hợp Tràng Khang 100% thảo dược không chất kích thích, không tác dụng phụ. Bách hợp Tràng Khang đã và đang là cuộc cách mạng lớn trong công cuộc phòng và chữa trị bệnh dạ dày. Bách hợp Tràng Khang tuyệt đối an toàn, không có các tác dụng phụ như là chu miệng, đắng miệng, nhức đầu, buồn nôn và nôn, táo bón hoặc tiêu chảy, có thể sử dụng lâu dài với tác dụng phòng ngừa và hạn chế tái phát viêm loét dạ dày tá tràng. Bào chế từ 100% các thảo dược thiên nhiên như chè dây, lá khôi, khổ sâm, bồ công anh, bạch chuẩn, bạch phục linh, bạch thược, hoàng bá đã được công nhận và kiểm chứng theo dược điển, tài liệu chính thống và các công trình nghiên cứu khoa học về công dụng cũng như tính an toàn trong sử dụng. Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sản xuất trên dây chuyền sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 2008, 5S, GMP, WHO, tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt được thế giới công nhận và rất nhiều giải thưởng quý giá khác do người tiêu dùng bình chọn như tin và dùng, nhà cung cấp chất lượng Just Quality Supplier và chỉ số tín nhiệm quốc tế Just Brand, thương hiệu uy tín 2013, thương hiệu nổi tiếng ASEAN. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, lương thực, thực phẩm đang nuôi sống con người cũng chính là nguyên nhân gây ra khoảng 50% các trường hợp tử vong hiện nay trên toàn thế giới. Hiện có tới 400 bệnh lây lan qua thực phẩm, không an toàn chủ yếu là tiêu chảy, ngộ độc cấp tính còn xử lý được, lo ngại nhất là tình trạng ngộ độc mãn tính, chất độc gây hại tích lũy trong cơ thể lâu dài, khi bộc phát là rất nguy hiểm. Bộ Y tế thừa nhận việc loại bỏ ngộ độc thực phẩm vẫn là một điều nan giải, ngay cả đối với những quốc gia tiên tiến. Thưa quý vị và các bạn, hàng ngày hàng giờ những sát thủ thầm lặng đã và đang âm thầm hủy hoại cuộc sống từng gia đình. Đứng trước vấn đề cấp bách trên, ngoài lối sống lành mạnh như là ăn uống vệ sinh, rượu bia ít, không dùng chất kích thích, dùng những thực phẩm đảm bảo nguồn gốc, cuộc sống có quy luật thì hãy dùng Bách hợp Tràng Khang. Đúng, Bách hợp Tràng Khang với 100% thảo dược cùng nồng độ hoạt tính cao gấp 20 lần so với sản phẩm cùng loại đang trở thành một sản phẩm không thể thiếu được với mỗi gia đình và trở thành món quà ý nghĩa nhất của xuân Giáp Ngọ. Con biếu cha, nhân viên biếu sếp và cho chính mình nữa các bạn nhé. Vâng, Bách hợp Tràng Khang được tinh chế bằng dạng cốm có hương vị rất thơm ngon. Đồ uống có thể thay trà để tiếp khách hàng ngày. Có phải rất tiện lợi đúng không nào Mạnh Dũng? Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 6603 và được tư vấn cũng như đưa ra phác đồ điều trị kịp thời nhất. Hoặc truy cập website www.vietmyliênthông.vn để biết thêm chi tiết. Dược Peru.